Là địa phương có diện tích lớn nhất của huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, xã Thanh Sơn từ một vùng quê nghèo, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng bộ cùng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân đã xây dựng quê hương không ngừng phát triển về mọi mặt. Nhìn lại chặng đường 30 năm thành lập và phát triển, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Sơn không khỏi tự hào với những kết quả đạt được mà còn tiếp thêm động lực để xã quyết tâm xây dựng địa phương phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Năm 1994, xã Thanh Sơn được Ủy ban nhân dân huyện Định Quán quyết định thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở địa giới hành chính thuộc ấp Nam xã Phú Ngọc, là một xã thuộc vùng sâu vùng xa của huyện Định Quán. Trải qua 30 năm, các công trình cơ sở hạ tầng của xã Thanh Sơn từng bước được đầu tư xây dựng. Hệ thống điện lưới, đường giao thông nông thôn được đầu tư cơ bản, nhiều trường học được xây dựng khang trang, đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật tư y tế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, các dự án nước sạch đưa vào khai thác sử dụng, hệ thống thủy lợi đáp ứng được cho việc sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, năm 2021, cầu Thanh Sơn bắc qua sông Đồng Nai được thông xe và đưa vào sử dụng, đáp ứng được niềm mong mỏi, chờ đợi của người dân. Công trình ý nghĩa này không những góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn, nâng cao giá trị nông sản của địa phương mà còn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững trong tương lai của xã Thanh Sơn, làm thay da đổi thịt của vùng đất khó khăn một thời. Là qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, thì xã Thanh Sơn đã có những cái bước tiến vượt bậc từ không đến có. Tức là khi thành lập xã thì điện đường trường trạm hầu như không có. Hiện nay thì bộ mặt khang trang đã đạt được cái nông thôn mới nâng cao. Đây là một cái quá trình phấn đấu của cán bộ đảng viên và nhân dân. Đảng là vì dân, dân tin đảng. Từ đó mà tạo nên một cái không khí mới trong xây dựng và phát triển nông thôn. Mà là tam nông đấy. Hiện nay đời sống nhân dân đã được nâng cao rõ rệt cả tinh thần, vật chất, nói chung là toàn diện. Từ năm mà thành lập xã thì nó rất là đều hưu, dân cư thì thưa thớt, đường xá thì nó đi lại không được dễ dàng, điện, nước nói chung là tất tật, rất là nhiều vấn đề mà khó khăn cho người dân. Nhưng mà đến khi là thành lập xã thì đến nay thì nói chung một ngày càng phát triển rất mạnh. Nói thẳng ra là dân đây cũng rất mừng, bản thân tôi thấy thì rất là phấn khởi. Năm 2011, xã Thanh Sơn bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp. Sau 13 năm thực hiện, xã được công nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới vào 2018 và nông thôn mới nâng cao 2023. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 2% đến 5%, thu nhập bình quân đầu người 2023 đạt trên 80 triệu đồng một người một năm, tăng 66% so với 2011. Giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 hectare đất trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản đạt 201 triệu một hectare, tăng 70% so với 2011. Các hoạt động văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và nâng cao hiệu quả rõ rệt. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt trên 99%, ấp văn hóa 100%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95%. Đối với địa phương xã Thanh Sơn thì đặc điểm đó là phát triển về nông nghiệp là chủ yếu, thì chúng tôi sẽ tập trung triển khai thực hiện các cái kế hoạch đề án phát triển nông nghiệp của địa phương, trong đó là tập trung thực hiện các cái mô hình sản xuất chuỗi liên kết, các cây trồng chủ lực cũng như là thực hiện các cái sản phẩm OCOP đạt kết quả cao. Và bên cạnh đó thì gắn với cái phát triển kinh tế nông nghiệp, chúng tôi sẽ có cái định hướng về phát triển du lịch sinh thái vườn cũng như là một số cái mô hình du lịch khác phù hợp với địa phương. 30 năm thành lập và phát triển, xã Thanh Sơn đã có những thay đổi đáng kể trên các lĩnh vực, diện mạo nông thôn đổi mới toàn diện. Thanh Sơn hôm nay đã khoác lên mình chiếc áo mới, chặng đường 30 năm với nhiều thế hệ tiếp nối nhưng đều chung một khát vọng và tầm nhìn, đó là xây dựng xã nhà ngày càng phát triển, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Với ý chí và khát vọng vươn lên, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Sơn không ngừng phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, xây dựng quê hương Thanh Sơn ngày càng phát triển, giàu mạnh.